Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Mãnh Lực Dương. Hôn vùng kín phụ nữ là một trong những kỹ năng của màn dạo đầu giúp nàng cảm thấy hứng thú và tăng khoái cảm hơn khi quan hệ tình dục. Tuy nhiên, để có thể làm nàng mê mẩn thì bạn cần phải biết cách hôn vùng kín phụ nữ. Hãy theo dõi video sau để hiểu rõ hơn về vấn đề này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tìm hiểu là lợi ích của việc hôn vùng kín phụ nữ là gì. Hôn vùng kín là một hình thức quan hệ tình dục mang đến nhiều lợi ích cho cả nam và nữ. Và sau đây là những công dụng chính của việc hôn vùng kín phụ nữ mà bạn nên biết. Giúp nàng lên đỉnh dễ dàng, lưỡi ẩm ướt và mềm, còn môi thì có thể buông lỏng hoặc là siết chặt cô bé theo cách riêng. Những kích thích tình dục này mang đến khoái cảm mới mẻ mà khi hành động bằng tay khó có thể đạt được. Nó sẽ giúp cho âm đạo trở nên ẩm ướt hơn bao giờ hết. Như vậy khi hai bạn chính thức lâm trận thì việc nàng lên đỉnh sẽ dễ dàng hơn, thể hiện tình cảm mãnh liệt. Hầu hết thì các cặp đôi đều cho rằng quan hệ tình dục bằng miệng là một cách để thể hiện tình cảm mãnh liệt. Nó chứng minh cho đối phương thấy rằng mình luôn yêu quý và trân trọng tất cả những gì thuộc về con người họ. Do đó các cặp đôi sẽ cảm thấy có sự gắn kết bền chặt hơn khi chàng hôn vùng kín của nàng, tạo điều kiện thuận lợi để chiến hiệp 2. Khoa học đã chứng minh rằng phụ nữ luôn muốn được nam giới hôn vào vùng kín. Đây cũng là một cách làm cho nàng sung sướng nhanh chóng nhất. Bởi phụ nữ khi mà được đàn ông kích thích bằng lưỡi, âm đạo sẽ tiếp tục tiết dịch bôi trơn để chuẩn bị cho lần giao hợp tiếp theo. Vậy cách hôn vùng kín phụ nữ khiến cho nàng mê mẩn là như thế nào? Phái mạnh luôn có những cách riêng để thể hiện tình cảm, sự nâng niu cơ thể của người mình yêu. Tuy nhiên, có một điểm chung với tất cả chị em đó chính là họ sẽ cảm thấy được hưng phấn hơn khi được hôn vào vùng kín. Vì vậy mà để khiến cho nàng hài lòng với mê mẩn thì bạn đừng quên áp dụng cách hôn vùng kín phụ nữ sau đây. Khởi động bằng một nụ hôn chậm. Trước khi hôn vào vùng kín của nàng thì bạn hãy sử dụng một nụ hôn nhẹ nhàng, từ từ di chuyển từ môi xuống dần dần những khu vực nhạy cảm trên cơ thể nàng ở bên dưới. Tuyệt đối không nên vội vàng ở bước này, bởi nó đóng một vai trò như là bước đệm để cơ thể nàng được thoải mái và sẵn sàng nhập cuộc hơn. Sử dụng tay để vuốt ve những khu vực nhạy cảm trên cơ thể nàng. Không chỉ dùng môi mà bạn hãy kết hợp thêm với tay để vuốt ve, xoa bóp những điểm nhạy cảm trên cơ thể nàng từ trên xuống dưới. Và hành động này sẽ giúp cho ham muốn tình dục của nàng được tăng lên gấp bội. Cuối cùng là bạn đừng quên lướt nhẹ tay vào âm đạo để nàng cảm thấy hưng phấn hơn rất là nhiều. Tiếp theo chính là nhẹ nhàng hôn vào nơi ấy, chính là cách hôn vùng kín phụ nữ. Để giúp cho nàng thư giãn thì bạn hãy nhẹ nhàng hôn vùng kín của nàng một cách nhẹ nhàng, đồng thời tăng dần tốc độ để kích thích nàng hơn với các hành động như là mớm nhẹ này hoặc dùng hơi thở thổi vào vùng kín. Tuy nhiên, bạn cần phải kiểm soát được nhịp điệu để cả hai đều cảm thấy thỏa mãn. Đừng quên dành cho nàng những lời khen. Bạn đừng ngại ngần mà dành tặng cho nàng những lời khen về cô bé. Điều này sẽ giúp cho nàng cảm thấy thoải mái, bớt căng thẳng và nhập cuộc tốt hơn khi vào trận. Vậy những điều cần lưu ý khi hôn vùng kín phụ nữ là gì? Để cuộc yêu trở nên thú vị và an toàn hơn cho cả hai thì khi hôn vùng kín phụ nữ, bạn cần lưu ý một số điều sau đây. Vệ sinh miệng và lưỡi khi quan hệ. Hôn vùng kín là một kiểu quan hệ bằng miệng, chủ yếu dùng môi và lưỡi nên các cặp đôi cũng cần vệ sinh sạch sẽ trước và sau khi quan hệ. Bạn có thể dùng nước muối loãng hoặc là dung dịch chuyên dụng để xúc miệng, tránh tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập vào vùng kín của nàng, giữ cho bộ phận sinh dục luôn sạch sẽ. Vùng kín sạch sẽ khiến cho bạn cảm thấy tự tin hơn khi đối phương hôn và dùng lưỡi kích thích. Đồng thời nó cũng phòng ngừa được các bệnh viêm nhiễm sinh dục gây vi khuẩn nấm cho vùng miệng. Và việc sử dụng cần được thực hiện cả trước và sau khi quan hệ, nhưng phụ nữ nên tránh thụt rửa quá sâu bên trong làm cho mất cân bằng pH âm đạo. Không hôn vùng kín gái mại dâm. Đa số đàn ông chỉ thực hiện hôn vùng kín với người phụ nữ mà họ thực sự yêu thương. Tuy nhiên, một số người lại nghiện quan hệ tình dục bằng miệng nên đã thực hiện điều này với cả gái ngoại dâm. Tuy nhiên, gái ngoại dâm là đối tượng rất dễ mắc các bệnh tình dục nên sẽ rất nguy hại cho sức khỏe của nam giới. Vậy nên để đảm bảo an toàn cho bản thân, phái mạnh tuyệt đối không hôn vùng kín gái mại dâm. Cách làm nàng sung sướng bằng cách hôn vùng kín phụ nữ không khó. Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả cao thì bạn cần phải tạo được những tâm thế thoải mái cho nàng, đồng thời đảm bảo được vấn đề vệ sinh được an toàn hơn khi giao hợp bằng miệng. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ được quý vị và các bạn về mãnh lực dương. Sản phẩm này được bán với giá dao động khoảng 850.000 đồng trên một hộp gồm 50 viên. Công dụng của mãnh lực dương là giúp bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lý ở nam giới, giúp nam giới lấy lại sự hưng phấn, ham muốn trong quan hệ tình dục, hỗ trợ giảm triệu chứng đau lưng mỏi gối do thận hư, giúp cho nam giới làm giảm nguy cơ mãn dục nam. Cách sử dụng như sau. Một ngày chúng ta uống 2 lần, mỗi lần một viên vào buổi trưa và buổi tối sau khi ăn 30 phút để đạt được hiệu quả tốt nhất. Các bạn có thể mua sản phẩm qua hotline hoặc Zalo số 0899918585. Cảm ơn tất cả các bạn theo dõi video ngày hôm nay của chúng tôi. Và các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo ở phía bên phải màn hình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.